Trong những ngày gần Tết Giáp Thìn năm 2024, các khu vực cửa ngõ và nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh giao thông như mắc cửa, dẫn đến tình trạng kẹt xe do nhu cầu di chuyển của người dân tăng đáng kể. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tuyến đường như Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Trường Sơn, Âu Cơ, quận Tân Bình, Sở Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, Võ Nguyên Giáp, thành phố Thủ Đức và nhiều tuyến đường khác liên tục xảy ra ùn tắc, kẹt xe, đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Nhưng có lẽ người dân thành phố Hồ Chí Minh đã quá quen với tình trạng này. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Những ngày giáp Tết, các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Khu vực cửa ngõ Tây Bắc thành phố cũng thường xuyên xảy ra kẹt xe. Những ngày cận Tết, nhiều người ra về để mua sắm, shipper giao hàng, người về quê, ai nấy đều hối hả, tất bật với công việc của mình. Tiếng còi xe cũng nhiều hơn. Nguyên nhân dẫn đến ùn tắc do nhu cầu đi lại, mua sắm và giao nhận hàng hóa của người dân tăng cao trong những ngày này. Nhiều người phải điều khiển xe máy leo lên vỉa hè để di chuyển do kẹt xe kéo dài. Trên đường, xe máy, ô tô, xe buýt và các loại xe thô sơ khác chen chúc nhau. Nhiều người tan làm, tan học về, cũng có người vẫn tất bật mưu sinh với những chuyến xe chở hàng, chở khách vào những ngày giáp Tết. Nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vào các ngày cuối năm khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh trở nên đông đúc. Khu vực nút giao An Sương cũng không ngoại lệ, với hàng dài phương tiện xếp chờ trên cầu vượt lẫn dưới đường. Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đứng dọc tuyến đường quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh để đón xe khách về quê ăn Tết. Xe khách ô tô xếp hàng dài trên quốc lộ 1 quận 12 hướng từ An Sương về Thủ Đức trong những ngày giáp Tết, người đi xe máy phải leo lên lề đường để di chuyển. Đường Võ Nguyên Giáp thành phố Thủ Đức, cửa ngõ phía đông của thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc nghiêm trọng vào sáng 30 tháng 1, 20 tháng Chạp khiến người dân chôn chân hàng giờ trên đường. Ngày thường đã kẹt xe, dịp cận Tết xe container ra vào cảng lấy hàng hóa tăng nên kẹt xe càng nghiêm trọng. Bình thường từ nhà đến chỗ làm đi khoảng 30 phút thì giờ phải đi hơn 1 tiếng, anh Hoàng nói. Tình trạng ùn tắc không chỉ gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển mà còn là một thách thức đối với những người chạy xe công nghệ. Nhà ở thành phố Hồ Chí Minh nên không về quê ăn Tết. Anh Gia Minh, ngụ thành phố Thủ Đức chạy xe công nghệ chia sẻ. Thời điểm này, chạy xe chở khách thường bị dính kẹt xe lắm. Nhưng Tết mà, vài ngày nữa khi người đổ về quê, đường phố thành phố Hồ Chí Minh lại thông thoáng ít xe. Việc đi lại của người dân thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn trong những ngày giáp Tết do lượng phương tiện tham gia giao thông đổ ra đường rất đông. Nhiều tuyến đường luôn trong tình trạng ùn tắc kéo dài. Ngày 31 tháng 1, trên nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh như quốc lộ 1, đường tỉnh lộ 10, đường Tân Kỳ, Tân Quý, quận Bình Thạnh, đường Cộng Hòa, đường Hoàng Văn Thụ, đường Trường Chinh, quận Tân Bình, khu vực cửa ngõ Tân Sơn Nhất, tình trạng kẹt xe ùn ứ diễn ra nghiêm trọng dù không phải giờ cao điểm. Cụ thể, trên đường Cộng Hòa, đường Hoàng Văn Thụ, dòng xe ùn ứ kéo dài hơn 1 km. Tại đây, xe máy, xe buýt, xe ô tô lưu thông hỗn loạn, chen chúc nhau, len lỏi vào các khoảng trống để di chuyển. Đường Hoàng Văn Thụ ùn ứ ở cả hai chiều lưu thông, nhiều xe máy nối đuôi nhau chạy lên vỉa hè vì đường không còn khoảng trống. Đường xá đông đúc cùng thời tiết nắng nóng khiến cho các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn. Chị Đặng Thị Mai Ly, quận Tân Bình cho biết, nếu vào những ngày bình thường, tôi mất khoảng 30 phút để di chuyển từ nhà đến nơi làm việc, thì khoảng một tháng nay, việc di chuyển của tôi vất vả hơn. Đường xá lúc nào cũng đông đúc, ùn ứ diễn ra cả ngày. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường thuộc khu vực cửa ngõ Tân Sơn Nhất cũng lâm vào tình trạng tương tự. Các tuyến đường như Bạch Đằng, Phan Đình Giót, Trường Sơn, Hồng Hà, dòng xe dày đặc dù không phải giờ cao điểm. Tại đây, hàng dài phương tiện chen chúc từng khoảng trống, bóp kèn inh ỏi, hối thúc nhau di chuyển nhanh. Ở khu vực khác, trên quốc lộ 1, hàng dài xe tải, xe container, xe khách xếp hàng dài hơn 2 km hướng từ huyện Bình Chánh ra thành phố Thủ Đức, ùn ứ nghiêm trọng hơn cả đoạn đường từ tỉnh lộ 10 đến nút giao Tân Kỳ, Tân Quý. Tình trạng ùn ứ tại các cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh tại giờ khu vực đường Võ Nguyên Giáp vẫn chưa được giải tỏa, kẹt xe thậm chí kéo dài tới ngã tư Thủ Đức. Tại đây, hàng loạt xe container, xe tải di chuyển rất chậm, người điều khiển xe máy cũng rất chật vật, nhích từng chút dưới cái nóng oi bức. Để giải quyết tình trạng trên, lực lượng cảnh sát giao thông, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc và cảnh sát giao thông thành phố Thủ Đức đã có mặt từ sớm để phân luồng. Tuy nhiên, do lực lượng container tắc nghẽn từ trong cảng nên dẫn đến các tuyến đường trong khu vực đều kẹt cứng. Trong đó, đường Nguyễn Văn Bá song hành với đường Võ Nguyên Giáp cũng ùn ứ. Cảnh sát giao thông phải phân luồng giao thông tại các nút giao để giúp các phương tiện lưu thông thuận tiện. Đến 12 giờ, các phương tiện vẫn di chuyển rất chậm.
Trước việc Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang cận kề, tại bến xe miền Tây ghi nhận lượng khách đi qua bến xe đã bắt đầu nhộn nhịp và có phần đông đúc. Thậm chí tại các quầy vé, nhà chờ đã đông đúc hành khách chờ lên xe dù đây chưa phải là thời gian cao điểm của bến xe miền Tây. Anh Nguyễn Văn Vĩnh cho biết, năm nay kế hoạch nghỉ Tết sớm nên anh tranh thủ về quê sớm, tránh tình trạng ùn ứ như mọi năm. Anh Vĩnh nói, vào ngày 29 tháng 1, bến xe đã bắt đầu nhộn nhịp nhưng không đến nỗi ùn ứ do thời gian vẫn còn sớm. Đại diện bến xe miền Tây cho biết, hiện nay bến xe có khoảng 2-3.000 lượt khách xuất bến trên ngày, đây chưa phải là cao điểm của bến xe. Một số ít hành khách về quê ăn Tết sớm, số khác có tập quán đi tảo mộ cuối năm nên hành khách đi lại có phần nhộn nhịp. Bên cạnh đó, người dân đã đặt vé về quê ăn Tết khá nhiều, dự kiến cao điểm rơi vào khoảng 28-29 Tết. Một số hình ảnh ghi nhận được tại bến xe có thể thấy được là hình ảnh hành khách đi lại nhộn nhịp vào bến xe miền Tây. Các ghế ở phòng chờ đều đông đúc hành khách. Khu vực nào của bến xe cũng nhộn nhịp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 10 ngày 29 tháng 1 năm 2024 về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai các phương án tuần tra kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trên đường bộ, nhất là các tuyến đường cao tốc. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều đường, dừng đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy, không nhường đường cho xe ưu tiên, đi vào làn dừng khẩn cấp. Ngăn chặn và xử lý triệt để các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm khi qua đường ngang, phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. Đồng thời triển khai ngay thu phí không dừng tại các sân bay. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải siết chặt kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải thông qua các thiết bị giám sát hành trình, xử lý kịp thời đối với các phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là vi phạm về tốc độ, chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc, các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực vận tải, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ Tết, chú trọng đối với cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc, xe chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định. Đặc biệt, bảo đảm hệ thống thu phí điện tử không dừng hoạt động thông suốt, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai ngay phương thức thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay, kết nối liên thông đồng bộ vào hệ thống thu phí điện tử không dừng trên toàn quốc theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.